đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Rộ tin Phan Vương Nhất Bác phải viết thư tay xin lỗi Tiêu Chiến vì thua kiện. Phan Vương Nhất Bác có động thái lạ với Tiêu Chiến sau khi bị xử thua kiện. Ngày 15 tháng 11, một số blogger bất ngờ đăng tải loạt bài viết với nội dung Tiêu Chiến đã được xử thắng trong vụ kiện với Antifan, đồng thời cũng cho biết thêm Antifan đã phải viết thư tay xin lỗi và công khai bài đăng này trên mạng xã hội Weibo. Người này viết vào tháng 3 năm ngoái một tài khoản đã có những phát ngôn nhục mạ, phỉ báng, công kích cá nhân đối với Tiêu Chiến gây ra những ảnh hưởng xấu trong xã hội. Đồng thời hiện tại blogger này cũng đã gửi lời xin lỗi chân thành đến Tiêu Chiến. Hiện tài khoản Weibo cũ của người này đã bị Sina xóa. Rất nhanh, cư dân mạng đã tìm ra tài khoản Weibo này chính là một trong những tài khoản bị phòng làm việc của Tiêu Chiến kiện vào tháng 3 năm ngoái. Điều đáng nói là tài khoản này từng nhiều lần chia sẻ bài đăng ủng hộ Vương Nhất Bác. Chính vì vậy, cư dân mạng suy đoán người này chính là fan của Vương Nhất Bác. Vì ghen ghét Tiêu Chiến nên mới dẫn tới có những hành vi quá khích gây hậu quả như vậy. Hợp tác lần đầu trong bộ phim Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhanh chóng trở thành một trong những bộ đôi nam diễn viên nổi tiếng bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ. Cả hai không chỉ nhận được sự chú ý bởi vẻ ngoài điển trai mà còn nhờ những màn tương tác đáng yêu cả trên phim lẫn ngoài đời. Khoảng thời điểm tuyên truyền cho Trần Tình Lệnh, công chúng cũng dễ dàng nhìn thấy những khoảnh khắc vô cùng thân thiết của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Nhiều người tin rằng họ sẽ mãi giữ vững được tình bạn này. Idol thân thiết với nhau là thế nhưng fan only của cả hai lại liên tục có những xung đột và cãi vã. Không ít lần phòng làm việc của hai nghệ sĩ đã phải nhờ tới sự can thiệp pháp lý vì tính chất nghiêm trọng của sự việc.